Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị và các bạn đến để tham quan một làng nghề chuyên về cơ khí làm dao kéo các bạn. Đó chính là làng Đa Sĩ của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vâng, ngay từ khi bước đến cổng làng, đi vào các con ngõ thì các bạn sẽ bắt gặp ngay những tiếng quay búa hay là những tiếng của máy mài. Vâng, làng nghề Đa Sĩ, làng nghề Đa Sĩ này thì đã được biết đến là một làng nghề có tuổi đời rất là lâu năm rồi. Theo lịch sử ghi lại thì làng nghề đã có từ thời các vị vua Hùng thứ 18. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là một cơ sở của bác Ba Trinh. Vâng, hầu hết các hộ gia đình ở đây đều làm nghề này. Tôi hiện bác gái đang làm công đoạn mài lưỡi cho dao. Mình có hỏi thì các hộ gia đình ở đây thì sẽ chuyên làm về 1-2 sản phẩm, và mỗi gia đình sẽ làm những sản phẩm khác nhau. Vâng, nhà bác Ba Trinh đây thì chuyên làm về dao thái loại vừa. Vâng, tuy đây là một làng nghề lâu năm nhưng diện tích để làm nghề của các gia đình thì khá là nhỏ. Đây chỉ là một khoảng sân trước cửa nhà, nhưng các hộ gia đình cũng có thể tạo thành một xưởng để sản xuất ra những sản phẩm riêng biệt của gia đình nhà mình. Vâng, diện tích khoảng nhiệt độ hơn 10 m2, nhưng các gia đình ở đây cũng có thể làm nghề được rồi. Vâng, đây chính là sản phẩm của nhà bác. Vâng, bác gái trông cũng khá nhỏ tuổi nhưng các thao tác làm nghề của bác cũng rất là thuần thục và nhanh nhẹn. Vâng, để làm ra những sản phẩm dao này thì mình thấy thì có một số máy móc hỗ trợ. Ví dụ như đây là chiếc máy khoan, máy mài. Và thêm có chiếc máy đột dập này nữa. Sau đây mời các bạn sang thăm một cơ sở ngay bên cạnh. Đó chính là cơ sở của bác Khánh. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là cơ sở của nhà bác Khánh.
Cơ sở này thì chuyên sản xuất về mặt hàng dao nhọn. Còn cơ sở nhà bác Thành đây thì khá là rộng rãi. Còn hiện bác Thành đang làm công đoạn mài lưỡi cho dao. Còn đây là công đoạn đóng dấu thương hiệu của tên từng hộ gia đình. Vâng, đây là một làng nghề cơ khí lên khá là ồn ào. Các bạn có thể thấy đây thì là sản phẩm của gia đình nhà bác Thành, chuyên về sản xuất dao nhọn. Vâng, tuy làng nghề này chuyên về cơ khí khá nặng nhọc nhưng mà những người phụ nữ vẫn có thể tham gia vào một số quy trình của quá trình tạo ra sản phẩm. Vâng, để tạo ra những sản phẩm dao này thì cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn. Và công đoạn đầu tiên đó chính là chúng ta phải có những phôi thép. Vâng, đây chính là nguyên liệu ban đầu, chính là những khối thép từ vào từng sản phẩm. Sau đó người thợ sẽ cắt khối thép này ra thành những hình dạng cơ bản bằng những chiếc máy đột dập. Sau đó sẽ là đến công đoạn là lông thép, rồi thì cán đập để tạo ra những hình dạng của sản phẩm. Vâng, quy trình sản xuất thì rất là nhiều nhưng đại khái là có những khâu cơ bản như vậy. Còn đây là chiếc máy khoan dùng để khoan chốt đóng cán cho những con dao. Vâng, mình thấy công việc của làng nghề này thì khá là nặng nhọc. Nhưng với tình yêu nghề của người dân nơi đây thì làng nghề này vẫn đã được duy trì hàng trăm năm nay. Và đó đã trở thành một thương hiệu làng nghề đa sĩ rất là nổi tiếng, không những ở khu vực Hà Nội mà nó còn nổi tiếng khắp cả nước. Vâng, và sản phẩm của làng nghề đa sĩ này không những được bán trong nước mà mình được biết đã được xuất khẩu sang các nước láng giềng lân cận như Lào hay Campuchia, và cũng có thể đi các nước châu Âu như là Pháp.
vâng, theo mình tìm hiểu về cái tên làng Đa Sĩ thì tuy là một làng nghề về cơ khí rèn làm dao kéo, nhưng cái làng Đa Sĩ, cái tên của nó đã thể hiện lên chính là một vùng đất hiếu học. Cái tên Đa Sĩ chính là nguồn gốc của nơi đây có rất nhiều tiến sĩ thời xưa. Vâng, và cái tên Đa Sĩ đã được đặt cho vùng đất nơi đây chính là do những người con nơi đây đã được đỗ đạt rất là cao làm tiến sĩ. Vâng, đây chính là chiếc lò để tôi thép cũng như là tôi các sản phẩm. Vâng, đó cũng là toàn cảnh và quy trình khái quát để làm ra các sản phẩm của làng nghề Đa Sĩ. Vâng, video này mình cũng xin dừng ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tìm hiểu các làng nghề nổi tiếng trên khu vực địa bàn Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn.